Chào cả nhà. Hôm nay ngày sinh nhật của mình á, gia đình tặng cho mình một món quà mà không biết món quà gì đây mà bị chản đây nè cả nhà. Nhà thấy không? Món quà quá trời bự luôn. Để mình khui cái món quà này coi là món quà gì đây. Cả nhà xem khui quà với mình nha. Wow. Quà gì đây? Từ gì ta? Cái nhà thấy không, món quà quá bự luôn mà biết quà gì trong đây mà cũng nặng nặng. Để mình khui quà ra coi cả nhà, coi món quà gì nha. Đây, ngày sinh nhật của mình, gia đình tổ chức sinh nhật đi ăn uống và tặng quà cho mình nè, mà không biết món quà gì. Để mình khui ra coi món quà gì đây. Wow, cái gì? Mũ bảo vệ. Ngoài đây. Oh my god, món quà mình thích đây. Cái nhà thấy không? Đây nè cả nhà, cái logo mát nè cả nhà. Cả nhà thấy không? Đẹp không? Quá trời đẹp luôn nè. Cả nhà xem nè. Em dịp cái vào. Cái máy quay phim 360 độ mới nhất nè cả nhà. Máy này quay rất là rõ nè cả nhà. Cái cặp luôn. Cái này là cái thẻ nhớ đó nha. 256 GB. Dạ thấy không? Thẻ nhớ này quá trời lớn luôn, dung lượng cao. Cái bọc này bọc gì ta? Để chút. Còn cái nào này đây coi. Okay, bỏ mình khui này ra coi cái gì đây. Giờ mình khui cái máy chưa đi, coi cái máy. Cái máy này mình cũng muốn lắm rồi mà cũng chưa mua. Mà bữa nay sinh nhật thì gia đình tổ chức sinh nhật thì tặng quà cho mình, mà tặng ngay cái máy mình thích luôn. Sao đây? Cái máy này là cái máy này mới mới có mặt trên thị trường trong năm nay nè cả nhà. Ui sao ta? Kéo nguyên hộp ra luôn hay gì đây? Rồi, xé chỗ này. Có chị cho xé nè. Khui tem. Khui ra, khui ra. Wow, đẹp ha. Rất là đẹp. Mình coi cái này gì đây. Khui ra. Đây là sách hướng dẫn này các nhà. Sách hướng dẫn. Quá đẹp. Cái máy này mình thấy mấy bạn YouTuber xài cách đây khoảng tuần hay tuần mà nay là đã nằm trong tay của mình rồi. Đây mình. Này pin này cả nhà. Vậy cáp. Cái nắp đậy camera. Này là cái pad gắn vô nón nè. Này gắn vô nón mình chạy đi mình quay á. Tôi cái máy. Sao sao ta? Sao sao đây? Trời, không phải. Sao thế? Cái máy này sao? Sao? Có ai giúp mình không?
Rồi mình khui cái hộp này, hộp gì đây cả nhà, mình khui tiếp hộp hộp gì. Cái này chắc mình nghĩ là cái cái này đậy cái nắp camera này cả nhà, mình đậy nắp camera lên được 4 cái. Cái này ước mơ của mình từ lúc mà mình thấy nó PA trên TV á, trên YouTube á, mà thấy mình ước mơ là mình sở hữu một cái mà nay sở hữu được rồi cả nhà. Để vô cẩn thận để mà nó chạy cái mình làm mà YouTube nó không được đẹp. Mình thì không phải là YouTube chuyên nghiệp mà chủ yếu là quay những cảnh đi chơi, cuộc sống, ăn uống, rồi sinh hoạt gia đình, rồi mình chỉ vậy thôi, mình đăng up lên để làm kỷ niệm thôi, không phải là mình làm YouTube chuyên nghiệp. Cái này là gì? Gắt game chung máy tính rồi cả nhà. Mình thôi cái hộp này hộp gì? Đây cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Này là cái cục mình để sạc pin này cả nhà. Ở đây cục pin nữa. Mua thêm một cục pin nữa. Đây cục, đây cục, hai cục. Hai cục pin. Còn cái máy, còn cái này cái túi đựng cái máy. Đây mình nghiên cứu, còn cái máy mình tháo sao đây. Mình gắn pin vô. Đây là cái thẻ nhớ được. Thẻ nhớ này dung lượng là 256 GB cả nhà. Dung lượng rất là cao. Thế nào? Còn cái máy này mình để cho mình tháo cách nào đây? Rồi hướng dẫn rồi sao.
là mình dặn cái bát này ra. Dặn cái bát này ra. Đây cái máy ra. Cái này mình bỏ pin vô. Bốn là mình kim sạc. Mình bật nguồn lên thôi. Cảm ơn các bạn và quý vị đã xem cái video của mình nha. Đến đây mình tạm dừng kết thúc nha cả nhà. Để lần sau mình quay video dài hơn ha. Cảm ơn cả nhà nhiều đã xem video của mình. Bye bye cả nhà.